Thưa quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 29 tháng 8 năm 2019. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bệnh viện Y học cổ truyền Long An nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tài liệu lưu trữ. Nữ hoàng Elizabeth chấp thuận đề xuất của chính phủ quản phiên họp quốc hội về vấn đề Brexit. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, Ban Thường vụ tỉnh ủy Long An và Thành ủy Tân An tổ chức trao tặng quy hiệu đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt đảng tại các đảng bộ trên địa bàn thành phố. Ông Phạm Văn Trạnh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến dự và trao quy hiệu đảng. Đón nhận quy hiệu đảng trong buổi trao tặng lần này, đảng bộ thành phố Tân An có 42 đảng viên được trao tặng quy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45 và 40 năm tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và thành phố ghi nhận những công lao to lớn của các đồng chí đảng viên trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước. Các đồng chí vẫn luôn giữ khí tiết của người Cộng sản, luôn kiên định với lý tưởng và mục tiêu của đảng, xứng đáng là những tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Quy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm và 40 năm tuổi đảng chính là những phần thưởng cao quý mà đảng đã trao tặng cho những đảng viên cao niên lần này. Riêng đối với 25 đảng viên nhận quy hiệu 30 năm tuổi đảng sẽ được các đảng ủy cơ sở trên địa bàn tổ chức trao tặng. Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2019, huyện ủy Cần Chuột tổ chức lễ trao tặng quy hiệu đảng cho 17 đảng viên cao niên sinh hoạt tại đảng bộ các xã Tân Tập, Đông Thạnh, Tân Kim, Long Phụng, Phước Hậu, Phước Lâm, Mỹ Lộc, Phước Lý và thị trấn Cần Chuột. Trong số 17 đảng viên được nhận quy hiệu đảng đợt này có 2 đảng viên được nhận quy hiệu 55 năm tuổi đảng, 4 đảng viên được nhận quy hiệu 50 năm. 3 đảng viên được nhận quy hiệu 45 năm và 8 đảng viên được nhận quy hiệu 40 năm tuổi đảng. Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Long An, tình hình gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, nhất là tình hình buôn lậu hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra tương đối phức tạp. 8 tháng đầu năm, các ngành chức năng liên quan đã tiến hành thanh kiểm tra trên 8.500 vụ, trong đó phát hiện xử lý hơn 2.400 vụ kinh doanh vận chuyển hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng giả, giả nhãn hiệu và gian lận thương mại với số tiền thu nộp ngân sách hơn 77 tỷ đồng, đồng thời tạm giữ tịch thu hơn 1,1 triệu gói thuốc lá, hơn 320 chiếc xe máy, 88 xe ô tô. Ngoài ra còn điều tra khởi tố 35 vụ với 43 đối tượng. Theo nhận định của ngành chức năng, tình hình buôn lậu, vận chuyển thuốc lá ngoại, vận chuyển hàng hóa do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ qua địa bàn tỉnh Long An, qua tuyến quốc lộ 62 và N2 tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng thường hoạt động vào ban đêm, giờ cao điểm và rất manh động. Ngoài ra, tình trạng kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật giả hoặc có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố vẫn đang tiếp diễn. Tính đến ngày 20 tháng 8, ngành chức năng Long An đã tiến hành tiêu hủy tổng số heo trên 18.000 con với tổng trọng lượng trên 1,1 triệu tấn do dịch tả heo châu Phi. Hiện nay, bệnh dịch tả heo châu Phi đã được phát hiện tại 625 hộ thuộc 125 xã phường của 15 huyện thị xã thành phố. Theo đó, công tác xử lý ổ dịch tại các địa phương trong thời gian qua đã thực hiện quyết liệt. Hầu hết các ổ dịch đều được triển khai tiêu hủy, chôn theo đúng quy định ngay trong ngày đầu tiên phát hiện. Công tác tiêu độc khử trùng được thực hiện liên tục, thường xuyên nhằm hạn chế mầm bệnh lây lan. Số lượng vôi và thuốc khử trùng đã cấp và sử dụng trên địa bàn toàn tỉnh là gần 6.500 lít thuốc khử trùng và trên 100.000 kg vôi. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh cũng tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi, tăng cường công tác giám sát tại các xã phường thị trấn đã xảy ra dịch nhằm phát hiện sớm, xử lý nhanh các trường hợp nghi nhiễm bệnh. Đối với các xã phường thị trấn chưa xảy ra dịch bệnh, tăng cường công tác giám sát và tuyên truyền vận động người dân không nên tăng đàn trong thời gian này, hạn chế tối đa sự ra vào khu vực chăn nuôi đối với người lạ, có biện pháp ngăn động vật như chuột, chó, mèo vào khu vực chăn nuôi, đồng thời bố trí lực lượng 24 trên 24 giờ đối với các chốt kiểm dịch tạm thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho người dân biết về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, người dân làm gì khi phát hiện bệnh.
Tân Chánh là vùng nuôi tôm trọng điểm của huyện Cần Đước với khoảng 800 ha. Những năm gần đây, do môi trường nước ô nhiễm, nuôi tôm theo mô hình quảng canh cải tiến kém hiệu quả. Do đó, sẽ tập trung vận động nông dân nuôi tôm theo mô hình công nghiệp và bán công nghiệp. Qua khảo sát nhiều mô hình, nông dân Tân Chánh tập trung đầu tư mô hình nuôi tôm công nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mà không áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Vì đầu tư nuôi tôm theo mô hình công nghiệp sẽ tận dụng điều kiện sẵn có. Việc đầu tư cải tạo ao đầm không nhiều, chủ yếu đầu tư các trang thiết bị phụ trợ và nguồn vốn đầu tư vừa phải. Hiện nay, Tân Chánh có khoảng 300 ha đã được bà con nông dân áp dụng mô hình nuôi tôm công nghiệp, mang lại hiệu quả cao. Để hỗ trợ nông dân nuôi tôm theo mô hình công nghiệp, xã Tân Chánh tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, mở rộng đường giao thông, đầu tư hệ thống điện phục vụ cho việc sản xuất, phấn đấu đạt diện tích 500 ha. Diện tích tôm công nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ xã về tái cơ cấu nền nông nghiệp sản xuất theo hướng an toàn bền vững. Trên địa bàn tỉnh Long An hiện có khá nhiều chợ tự phát, phần lớn chợ tự phát tụ họp ngay ven đường gần khu công nghiệp nơi đông dân cư sinh sống. Do vậy, tình trạng người dân ngang nhiên lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để làm nơi kinh doanh buôn bán gây ách tắc giao thông diễn ra phổ biến. Là địa phương trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, hiện toàn huyện Đức Hòa còn nhiều chợ tự phát nằm rải rác ở các xã thị trấn. Chợ tự phát nằm trên tuyến đường tỉnh 825 đoạn từ chợ Chiều đến cầu Đôi thuộc địa phận xã Đức Hòa Đông và Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, là một trong những chợ tự phát xuất hiện sớm và tồn tại khá lâu trên địa bàn huyện. Để hạn chế tình trạng kẹt xe, lấn chiếm lòng lề đường, trong thời gian qua, các ngành chức năng địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, ra quân vận động tổ chức nhiều đợt kiểm tra, xử lý chợ tự phát nhằm lập lại trật tự giao thông, trả lại hành lang an toàn đường bộ. Thì trong cái thời gian vừa qua đó, nói chung là tình hình mà về an toàn giao thông của chợ tự phát này nó đảm bảo, những người mà tiểu thương nhỏ mà bán không còn lấn chiếm dưới lòng đường nữa, đã dọn lên hết trên vỉa hè. Được sự chỉ đạo của ủy ban thì ban ngành đoàn thể của xã Đức Hòa Đông cũng thường xuyên ra để mà vận động những cái tiểu thương mà chấp hành cái chính sách địa phương cũng như là đảm bảo về an toàn giao thông trên tuyến lộ 825. Bên cạnh việc tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, các cấp các ngành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức, ý thức của người dân, đồng thời thực hiện các giải pháp đồng bộ quyết liệt gắn với việc quy hoạch điểm kinh doanh, buôn bán hợp lý. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn, giao lòng nhiệt huyết, trong thời gian qua, Bệnh viện Y học Cổ truyền Long An luôn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và trở thành địa chỉ tin cậy trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với phương pháp điều trị theo y học cổ truyền kết hợp chẩn đoán bệnh theo phương pháp hiện đại, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh đã tạo được niềm tin của người dân trong tỉnh và khu vực lân cận. Ông Nguyễn Văn Bờ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, từng bị liệt nửa người do di chứng tai biến mạch máu não. Thế nhưng sau khoảng 2 tháng điều trị nội trú bằng phương pháp vật lý trị liệu tại Bệnh viện Y học Cổ truyền, được sự chăm sóc tận tình của bác sĩ, điều dưỡng, ông đã có thể tự vận động được. Hôm mà mới vô đây, ông tôi ông đi không có được, cái kè không à. Rồi cái vô đây nhờ bác sĩ đây cho tập đạp, xe đạp, rồi đá giò, rồi chăm cứu, rồi chạy điện, rồi với tập chà tay. Nay ông xã tôi nay ông mạnh rồi, bữa hổm còn bỏ đi gậy được, nay bỏ gậy rồi. Hôm trước người ta nói ông bệnh nằm im ru luôn, tiếp hai ngày hai đêm luôn á, nhờ bác sĩ đây cái trị được. Hàng ngày bệnh nhân tới đây điều trị thì đa số là các bệnh mãn tính về để điều trị ở đây. Có những bệnh lý nữa là bệnh lý mất ngủ, hoặc là những bệnh nói về gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa mỡ máu. Thì đến đây mỗi ngày thì người ta sẽ có sử dụng thuốc nè, kết hợp với lại châm cứu, chạy điện, siêu âm điều trị, sóng ngắn. Ở đây nó có một cái phương pháp mới là 10 ngày bệnh nhân mới phải đi một lần. Thì phương pháp này là phương pháp kế chỉ, cái này là được 10 ngày đi một lần, hiệu quả tương đối là cao, ngang ngửa với châm cứu. Bệnh viện Y học Cổ truyền Long An có quy mô 110 giường bệnh gồm 9 khoa phòng với 87 cán bộ chuyên chức, trong đó có 21 bác sĩ. Hướng đến tạo niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh, bệnh viện luôn chú trọng đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực để triển khai khám chữa bệnh các chuyên khoa và phục hồi chức năng, phát triển kỹ thuật cao. Nhiều năm qua, bệnh viện đã điều trị thành công nhiều ca bệnh khó, bệnh mãn tính như đau thần kinh tọa, thoái quá cột sống, thoát vị địa điểm, thoái quá đa khớp,
điều trị và chăm sóc người liệt do tai biến mạch máu não. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ thực hiện một số nhiệm vụ sau. Thứ nhất là về công tác đào tạo, thì trước mắt là quan tâm về công tác đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực y học cổ truyền, và đặc biệt là quan tâm đào tạo về lĩnh vực phục hồi chức năng. Sắp tới sẽ cử 10 nhân viên, bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng sẽ tham gia cái lĩnh vực này, triển khai các kỹ thuật mới. Thì bệnh viện trong thời gian qua cũng đã triển khai các cái phương pháp không dùng thuốc, đầu tư trang thiết bị. Thì hiện tại thì trang thiết bị của đơn vị cơ bản là đáp ứng được cái nhu cầu của bệnh nhân. Tuy nhiên trong cái thời gian tới thì bệnh nhân lưu lượng ngày càng tăng, thì đơn vị sẽ trang bị thêm làm sao phục vụ tốt cho bệnh nhân. Coi người bệnh như người thân, tận tụy hết lòng phục vụ và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, lương y phải như từ mẫu. Bệnh viện Y học cổ truyền Long An đã tạo được uy tín, niềm tin đối với người dân trong công tác khám chữa bệnh. Chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2019, bệnh viện tiếp nhận hơn 11.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Nhân dịp 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lần đầu tiên một triển lãm phát họa chân dung của Bác đã được tổ chức ngay tại nơi người đã từng sống và làm việc trong nhiều năm liền. Triển lãm này được thực hiện bởi cơ quan lưu trữ của 4 quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga và Pháp với tên gọi Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế. Việc triển lãm được tổ chức ngay trong khuôn viên của khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch như một lời tri ân sâu sắc đối với công lao và đóng góp to lớn của người đối với nhân dân Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Hơn 100 tài liệu quốc gia đang được bảo quản tại các cơ quan lưu trữ của 4 nước đã phần nào khái quát cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, trong đó có những tài liệu đầu tiên được giới thiệu ở Việt Nam. Nhân dân Xô Viết trước đây và Liên bang Nga ngày nay rất kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở đất nước chúng tôi có quảng trường và rất nhiều tượng đài Hồ Chí Minh. Nó thể hiện tình cảm chân thành của người dân Nga. Những tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được các cơ quan lưu trữ chúng tôi xếp vào hạng quý hiếm và cần được bảo vệ đặc biệt. Triển lãm được chia làm 3 phần: quê hương, gia đình và thời thơ ấu, người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài và bản di chúc thiêng liêng. Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là những minh chứng khách quan, trung thực về tư tưởng, sự cống hiến của người, về hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Chúng tôi đã phải chuẩn bị từ một vài năm trước. Sau đó thì đề nghị với các bạn là cùng đứng tên. Cái việc mà cung cấp tài liệu thì nó rất khác với cái việc là cùng đứng tên. Vì đứng tên là phải bảo chứng cho cái sự độ tin cậy của tài liệu, cũng như là cái tính thuyết phục và chân thực của các tài liệu mà được mang ra triển lãm. Dự kiến trong năm 2020, nhân dịp 130 năm ngày sinh của Bác, cơ quan lưu trữ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các nước tổ chức triển lãm để nhân dân Việt Nam và thế giới hiểu hơn về tư tưởng, những cống hiến của Bác vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Ngày 28 tháng 8, nhà máy xử lý rác đốt phát điện Vietstar đã được khởi công tại huyện Củ Chi. Đây là một trong 3 dự án xử lý rác theo công nghệ mới được thành phố Hồ Chí Minh đầu tư từ nay đến năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý rác của thành phố và giảm thiểu tình trạng chôn lấp rác ảnh hưởng tới môi trường. Nhà máy xử lý rác đốt phát điện Vietstar có tổng vốn đầu tư dự án gần 400 triệu đô la Mỹ, được xây dựng trong khuôn viên nhà máy cũ tại Củ Chi, rộng 40 hecta, sử dụng công nghệ hiện đại của Đức với hệ thống khép kín không phát tán mùi hôi, không cần chờ phân loại tại nguồn, các hoạt động đều dùng công nghệ tự động. Giai đoạn 1, nhà máy có công suất 2.000 tấn rác mỗi ngày và đến cuối năm 2020 sẽ đưa vào vận hành. Giai đoạn 2, xây dựng dây chuyền để tăng công suất lên 4.000 tấn một ngày đêm, hoàn thành trong năm 2021. Thành phố của mình cũng như khắp Việt Nam mình điện đang còn bị thiếu, cho nên cái này là một cái rất là tốt cho cái nguồn điện năng ở đây, và như vậy là sẽ bớt đi những cái tình trạng lâu lâu là người ta lại cắt điện. Thì với cái cách mà Vietstar có thể áp dụng cái hệ thống là đốt rác để làm ra điện, thì nó sẽ giúp cho thành phố này về cái vấn đề về điện năng. Trung bình mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh thải ra hơn 9.200 tấn rác, tuy nhiên hầu hết rác là chôn lấp nên gây ô nhiễm và lãng phí diện tích đất, tài nguyên rác.
thành phố xác định đến năm 2020 sẽ giảm tỷ lệ chôn lắp rác còn 50%, chuyển sang công nghệ đốt rác phát điện. Dự kiến năng lượng thu được trong giai đoạn 2020-2021 là 98 MW, đến năm 2025 là 138 MW và đến năm 2030 có thể lên đến 198 MW.